Xin kính chào quý vị và các bạn. Miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, khối không khí lạnh khô sẽ bao trùm toàn khu vực. Vì thế ở các tỉnh miền Bắc mưa sẽ giảm dần, nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi đều duy trì ở mức thấp là từ 16 đến 18 độ. Với khu vực đồng bằng nhiệt độ cũng không cao, chỉ từ 19 đến 20 độ, trời tiếp tục rét về đêm và sáng. Đến ban ngày miền Bắc trời có nắng nhẹ về chiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ có xu hướng tăng lên ở mức là từ 24 đến 27 độ, trời không mưa và nắng ráo. Riêng các tỉnh như là tại Lai Châu, Điện Biên thì ít chịu tác động của không khí lạnh, nên ngày có nắng từ sáng và nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên mức là 28 đến 30 độ. Đến với mảnh đất duyên hải miền Trung, tại đây chịu ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão. Vì thế, trong đêm nay và ngày mai, ở hầu khắp Trung Bộ đều xảy ra mưa dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ là những tỉnh có mưa to đến rất to. Dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài liên tục ở Trung Bộ từ nay cho đến tận ngày 10 đến ngày 11 tháng 11. Do có mưa lớn và kéo dài liên tục, vì thế nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng. Người dân sinh sống trên khu vực cần hết sức đề phòng bằng cách là chuẩn bị những biện pháp để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Bên cạnh đó, cần theo dõi sát sao các bản tin thời tiết của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Mưa nhiều cũng làm cho nền nhiệt tại khu vực miền Trung cũng như là từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế không tăng quá cao và không vượt quá ngưỡng là 27 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng chỉ từ 27 đến 29 độ. Tiếp tục với những thông tin thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Giải hội tụ nhiệt đới cũng ảnh hưởng đến hai khu vực này, khiến cho tại đây thường xuyên có mưa trên diện rộng. Nửa phía Bắc của Tây Nguyên thì sẽ có những điểm mưa to đến rất to và dông mạnh, còn Nam Bộ thì cũng xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi. Mưa lớn còn khiến cho nhiệt độ tại hai khu vực này giảm xuống. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên chỉ từ 26 đến 28 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ ở ngưỡng là 30 đến 32 độ. Chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên tại khu vực Vịnh Bắc Bộ thịnh hành gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Ở Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Mưa dông rải rác cũng xuất hiện trong hôm nay và ngày mai. Tàu thuyền khi lưu thông cần lưu ý khi đi vào vùng biển này, dễ có lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rải rác, gây giảm tầm nhìn xa chỉ xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, không thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải và đánh bắt của bà con ngư dân. Như vậy là chỉ duy nhất tại khu vực Bắc Bộ là trời giảm mưa và thời tiết ổn định, còn tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông diện rộng vẫn tiếp diễn và còn có xu hướng gia tăng hơn trong những ngày tới. Quý vị và các bạn cần hết sức đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông. Bản tin thời tiết cuối ngày mùng 3 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!